Xe chở gỗ keo từ hướng huyện Sơn Hà chạy trên quốc lộ 24B rẽ qua đường Ba Gia, An Điền. Để dừng kiểm tra được đoàn xe này, các tổ công tác của công an huyện Sơn Tịnh phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Mặc dù đã được tuyên truyền, ký cam kết và bị xử phạt vi phạm rất nhiều lần, nhưng hầu hết các xe chở gỗ keo đều vi phạm quy định tải trọng cho phép. Hành vi chở quá tải bị xử phạt hàng chục triệu đồng và còn bị tước giấy phép lái xe, nhưng vẫn còn nhiều lái xe vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Sơn Tịnh đã tiến hành tuần tra xử lý các theo chuyên đề chỉ độ, chuyên đề về xử lý tải trọng, chuyên đề quá khổ quá tải, chuyên đề học sinh hoặc chuyên đề đủ cồn. Thì lực lượng giao thông đã tăng cường lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, tuần tra xử lý 24/24 và thường xuyên có mặt trên các tuyến đường để xử lý. Qua đó thì chúng tôi đã phân công cán bộ chiến sĩ có tuần tra phù hợp trên từng thời gian để qua đó xử lý những cái tình trạng quá tải quá khổ, rồi tình hình cân nát thành thùng, rồi nằm bộ cầu trên các tuyến đường Ba Gia, An Điền, tuyến quốc lộ 4B xuyên đêm hàng tuần để kéo giảm tình hình tai nạn giao thông. Nhiều ca tuần tra xuyên đêm nhưng rất khó để xử lý hết được các xe vi phạm, vì khi dừng vài trường hợp là các xe báo tin cho nhau để né tránh. Với tinh thần kiên quyết, cảnh sát giao thông công an huyện Sơn Tịnh yêu cầu các xe vi phạm phải cắt gọt gỗ keo đúng kích thước thùng xe, buộc hạ tải và tạm giữ những phương tiện không chấp hành. Ở trường hợp quá tải quá khổ thì khi phát hiện thì lực lượng tuần tra thì có lực lượng canh, chúng tôi đi làm nên là nó cũng khó khăn, nên là những biện pháp nghiệp vụ chúng tôi cũng đã tiến hành tuần tra và đã xử lý rất nhiều trường hợp. Qua đó thì cũng đã xử lý những trường hợp quá tải quá khổ khi qua địa bàn theo đúng quy định. Một số lái xe khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ thì tìm cách đối phó, gọi điện thoại cho người thân nhờ can thiệp. Nhưng các hành vi vi phạm đều bị xử lý rất nghiêm khắc, không có trường hợp nào là ngoại lệ. Công an huyện Sơn Tịnh sẽ tiếp tục lập phương án để ngăn chặn, xử lý đoàn xe này, không để tái diễn tình trạng coi thường pháp luật của một số lái xe và chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải.